Xin chào toàn thể các quý vị khách hàng. Quý vị khách hàng thân mến, ngày hôm nay thẩm mỹ Oheo đang mang tới cho quý vị khách hàng một khách hàng đang bị giãn mao mạch vùng chân, và cô Thúy thì đã được điều trị buổi 2 tại thẩm mỹ Oheo. Quý vị có thể lại gần hơn để theo dõi kỹ cái tình trạng giãn mao mạch của cô Thúy khi mà đến với buổi 2 tại thẩm mỹ Oheo. Khi mà buổi đầu đến đây thì cô Thúy với tình trạng bị giãn mao mạch rất là nặng quý vị ạ, và gần như là có rất là nhiều những cái mao mạch này và có những cái khoảng búi đã ăn vào những cái phần tĩnh mạch rồi. Vâng ạ, những cái búi rất là đậm. Và quý vị có thể quan sát ngay trực tiếp ngày hôm nay thôi. Như thế này là cái hiện tại, tình trạng hiện tại là đỡ đi khá là nhiều rồi. Và ngày hôm nay đang là cái buổi điều trị thứ hai quý vị nhé. Và chúng ta sẽ cùng tham khảo ý kiến của chuyên gia về cái tình trạng của cô Thúy với ngày buổi đầu tiên đến với thẩm mỹ Oheo ạ. Và chuyên gia có thể chia sẻ kỹ hơn về cái tình trạng bị giãn mao mạch của cô Thúy khi mà buổi đầu tiên đến với thẩm mỹ Oheo được không ạ? Mặt đằng sau chân và cái vùng cao của chân. Tình trạng mao mạch của cô khá là đậm và rõ, nó tím sậm và những cái mao mạch nó nổi hẳn lên trên bề mặt da. Với cái tình trạng này thì liệu là nó có ảnh hưởng như thế nào đến cái cuộc sống cũng như là cái sinh hoạt hàng ngày của mình không ạ? Đối với cái việc mà bị mao mạch như thế này, điều đầu tiên là nó về thẩm mỹ trông nó sẽ rất là xấu, nổi hẳn trên bề mặt da. Cái thứ hai á, nó liên quan đến bệnh lý, nó chèn vào các mạch khớp chân, gối, thì cái việc đi lại sau này nó sẽ rất là khó khăn, nó hay bị nhức mỏi. Vâng. Quý vị có thể thấy là tình trạng của cô Thúy rất là nặng, và với cái tình trạng như thế này thì khi mà di chuyển thì chúng ta sẽ gặp lại những cái vấn đề như là tê bì chân này và rất là khó chịu. Và cô Thúy ơi, cô Thúy có thể chia sẻ giúp con xem là sau một cái buổi đầu tiên khi mà điều trị tại thẩm mỹ Oheo ấy thì mình cảm thấy là cái tình trạng của mình được cải thiện như thế nào ạ? Sau một điều trị đầu tiên thì cảm thấy nó đỡ. Một buổi đầu tiên đúng không ạ? Buổi đầu tiên cảm thấy nó đỡ sức và nó đỡ nổi những cái tia máu lên. À thế ạ, tức là hiện tại mình cũng đang cảm thấy cái sự cải thiện rồi. Đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì đến với cái buổi điều trị thứ hai thì không biết là mình đã quen dần hơn với cái điều trị bằng laser Mercury LX 2020 chưa ạ? Quen hơn một tí rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Và quý vị thân mến, quý vị có thể theo dõi trực tiếp cái buổi điều trị thứ hai của cô Thúy khi mà chúng ta đang điều trị giãn mao mạch tại thẩm mỹ Oheo bằng công nghệ là Mercury LX 2020, một công nghệ hiện đại nhất cho tới điểm bây giờ và nó cũng đang là công nghệ độc quyền tại thẩm mỹ Oheo quý vị nhé. Vâng ạ, với cái công nghệ Mercury LX 2020 thì chuyên gia có thể chia sẻ kỹ hơn về cái tác động của tia laser lên da của khách hàng được không ạ? Đối với mình khi sử dụng cái công nghệ Mercury LX này để điều trị giãn mao mạch thì nó sẽ là sử dụng laser xung dài, nó tác động trực tiếp vào các đường mao mạch luôn. Đối với những cái mao mạch càng tím đậm rõ hoặc là những cái mao mạch đỏ hẳn thì khi mà đáp ứng bắn vào nó sẽ mất luôn ngay tại thời điểm đấy. Vâng, tức là đây là laser xung dài và sẽ tác động trực tiếp xuống thành mạch, và tiếp theo đó thì nó sẽ gây co thành mạch và có thể là biến mất những cái mạch nhỏ ngay trong những buổi đầu tiên. Còn những mạch lớn hơn như là những cái mạch xanh tím đậm như thế này thì nó sẽ mờ dần và nó sẽ có thể là cải thiện trong những cái buổi tiếp theo quý vị nhé. Và trực tiếp là quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi đang livestream trực tiếp và đưa cho quý vị một cái buổi liệu trình theo dõi về cái việc điều trị giãn mao mạch. Và chúng ta cũng vừa nghe những cái trải nghiệm của khách hàng thật mà chúng tôi đang điều trị trực tiếp tại thẩm mỹ Oheo. Và không biết là hiện tại quý vị có câu hỏi nào đặt ra cho chúng tôi không ạ? Vâng ạ, cảm ơn quý vị đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Còn bây giờ thì livestream của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo.